Hôm nay Tân Á xin giới thiệu với các bạn mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật đẹp được Tân Á thiết kế cho gia đình Bắc Bình tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Thiết kế mang phong cách hiện đại trẻ trung với công năng 4 phòng ngủ vô cùng tiện nghi đã chinh phục được chủ đầu tư. Ngôi biệt thự với gam màu trắng chủ đạo toát lên vẻ đẹp mộc mạc giản dị nhưng không kém phần tinh tế hiện đại. Kết hợp với màu xanh coban của hệ mái Nhật, tất cả tạo nên một bức tranh hài hòa, sinh động. Đảm bảo sự hoàn mỹ của không gian ngoại thất luôn được tỏa sáng. Ngoài ngoại thất bắt mắt thì vật liệu công trình cũng rất được chú trọng. Điển hình là nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực, giúp cho gia chủ tiết kiệm điện năng vào ban ngày và đảm bảo cho ngôi nhà luôn được thoáng đãng, sạch sẽ. Cửa chính được làm bằng gỗ pano kính, tạo nên sự riêng tư, kín đáo. Phần chân móng được đôn cao, ốp gạch thẻ tối màu, giúp công trình tránh khỏi được những tác động xấu của thời tiết. Hai trụ cột được thiết kế vuông vức, khỏe khoắn nhằm nâng đỡ cho hệ mái được bền và đẹp theo thời gian. Với diện tích là 10,9 x 11 m², căn nhà của gia đình Bắc Bình được bố trí tầng 1 gồm một phòng khách, một phòng bếp cộng ăn, hai phòng ngủ, khu vực vệ sinh và sân rửa. Tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 được bố trí một không gian phòng thờ, một phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ, khu vực vệ sinh và sân giặt phơi. Các bạn vừa tham khảo xong mẫu nhà 2 tầng mái Nhật được Tân Á thiết kế cho gia đình Bắc Bình tại Hà Tĩnh. Hy vọng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho tổ ấm trong tương lai của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!